Hello, chào cả nhà. Thì tối nay mình tên là Nguyễn Trường đến từ South Philadelphia nha. Thì mình hôm nay muốn chia sẻ chút xíu về cái máy kỳ diệu, máy rửa mặt Lumi Spa. Thì cái chiếc máy này nó có bao gồm cái treatment cleanser gel và nó có thêm mấy cái đầu phun. Sau mấy cái đầu này để cho cái đầu đầu giữa này rất là tuyệt vời, thì mình cũng từng nghe qua rồi, thì bữa nay thì mình được trải nghiệm cho người chán của mình. Thì bây giờ mình bắt đầu ha, mình cho ướt cái mặt trước. Nghe nói cái máy này nó giữa rất là sạch, nó vừa massage mà vừa vừa giữa rất là sạch sẽ. Mình cho ướt cái mặt trước. Cái dùng mà mấy chị đồ có phấn son đó, thì nghe nói là nó rất là sạch, nó hết tới là mấy mấy xuống giữa xuống mấy mấy lớp da của mình nhưng mà sạch sẽ. Thì bây giờ muốn thử nha, cho anh chàng trẻ này trải nghiệm. Now we do have faith first, see how it feels, okay? Rồi, thì mình chỉ bấm xuống, bấm một cái này. Mình đi nhẹ nhẹ thôi, cái đó mình không cần đi mạnh. Đi mạnh thì nó sẽ bị đứng lại. Thì tối nay mình thử cho cháu trải nghiệm trước để biết rồi cái kết quả như thế nào. Cái máy này bây giờ chưa có ra thị trường nhưng mà mình chỉ có vài anh chị được trải nghiệm trong được mua để trải nghiệm thôi. Tối nay mình được thử. Nó ngưng rồi, 2 phút rồi nó ngưng. Ai anh trong vòng có 30 second là nó ngưng. Bây giờ mình cho anh ta thử nửa mặt trước để coi coi nó như thế nào. Mình đã nghe nói nhưng mà mình chưa có xài, thì tối nay mình được trải nghiệm. How it feel? Oh, it feels hả? wonderful. Hmm? Feels How it feel? wonderful. This side feel more clean.
Feel refreshing. Did you feel anything? No No, irritation. not anything. No, I don't When I feel put the cream on, cleansing. did you feel anything? Like burn or anything? Feel very cool. Very cool. Okay, And that's refreshing. good. Ok, thì bây giờ mình làm tiếp nữa không? It didn't take long at all, right? Is a cleaner than you yield a cleanser with the one that you buy at Everyday, Walmart or Rite Aid. use it feels so much better. Better than the other product that you use. Yes. And how feel like on the massaging. Feel very cooling. Cái này mình không cần xài nhiều Skin ha, chút tightening. xíu để đủ thôi. Ok. Mình nghe nói là chiếc máy này nó vừa massage mà vừa rửa xuống ba bốn tầng nhiễu bì của mình nữa, để rất là sạch, rất là sạch. You have a lot of people down here. Máy này rất là nhẹ nha anh chị, cầm nó rất là nhẹ. Mình cái này mình có thể đem vô nhà tắm đó, mình xài để nó không có sợ là vô nước. Nó cũng hơi giống giống như cái cây mình sấy tóc vậy thôi, không gì giảm, giống giống như cái cây sấy tóc rất là dễ cầm, đi rất là nhẹ nhàng. Ok, ngưng rồi. Rất là nhanh. Look that. Ok, thì bây giờ mình xong rồi đó. How you I feel good. feel? You like Yeah, very refreshing. So, for your opinion, you're gonna recommend your friend? You share to your friend and let them know, right? Yeah, why not? Hello. Yeah, I see you have a lot of people down here. If you do this one twice a day, the big difference. Very good. And this one is for dry skin. It's okay. Combination Yeah, skin, it's the normal combination. skin. Oh, look. See, can you tell Fresh. Yeah. how it feels? Tight? Before, Don't I you feel tight feel, a little bit on your yeah. face? Before, I feel very dirty. Now I feel very clean, refreshing, cooling. Very tight now, and I'm very relaxed and very calm. You're good, right? Yeah. So you're gonna recommend your friend? Yeah. Okay.
Alright, chỉ chút xíu chia sẻ cho mấy anh chị cho biết được là cái máy này rất là tuyệt vời ha. Nó rất là nhẹ. Thì cái này nghe nói là làm bằng cái silicone, thành ra nó không có, nó phải là bằng chải. Mình tưởng, mình cũng nghe nói mình tưởng là bằng chải nhưng mà không phải ha. Nên chỉ là mấy làm bằng silicone và nó giữ rất là sạch đó. Rồi, thôi chút xíu vậy cho mấy anh chị biết. Thì cái này nó chưa có chính thức ra ngoài thị trường, nghe nói là tới tháng giêng mới có. Thì mình chỉ được có một số để chia sẻ cho mấy anh chị thôi. Thì anh chị nào muốn trải nghiệm thử đó, thì inbox mình để coi mình tìm cách để order cho ha, để mà trải nghiệm thử. Ok rồi. Good night. Bye-bye. Now you can put the cream on now. Okay, let me finish it. Come on, don't go. Cảm ơn mấy anh chị theo dõi ha. Chiếc máy này rất là tuyệt vời đó. Good night. Good night. Okay. How come you don't go?